妈跟他做围挂的，我靠，逮飞的，把我说哪有爱的。Hôm nay là một ngày rất là bận rộn ở Paradox Grooming khi mà cái lượng đơn hàng đổ về là rất nhiều và có rất nhiều bạn muốn mình ký tặng lên sản phẩm. Thế cho nên là sáng nay mình đã ngồi ký một loạt serum, một loạt sáp. Và phải xin lỗi các bạn là đôi khi trong quá trình vận chuyển thì có xảy ra những cái sai sót nhỏ. Nó dẫn đến việc là có những bạn muốn những cái sản phẩm được ký tặng thì lại nhận được những cái sản phẩm mà không có chữ ký và ngược lại. Có những bạn không cần chữ ký thì lại nhận được những cái sản phẩm có chữ ký của mình. Và hy vọng là các bạn thông cảm cho những cái trục trặc này của Paradox Grooming. Và sau này thì bọn mình sẽ cố gắng tập trung hơn trong cái quá trình đóng gói và vận chuyển hàng. Hôm trước thì có một đơn hàng ở Hoài Đức, khá là xa trung tâm Hà Nội. Và thường thì cái đơn hàng đó mình sẽ gửi dịch vụ vận chuyển. Nhưng mà mình nhớ không nhầm thì hình như bạn đó khá là eo hẹp về thời gian hay là cần gấp gì đó, thế cho nên là quyết định cuối cùng của mình là mình sẽ đi ship cái đơn đó. Sau đó về nhà thì rất vui khi mà đọc được cái comment của bạn đó ở trên fanpage của Paradox Grooming. Đây, mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Sáng nay mình vừa gặp anh Huy Quốc xong nè, nói thẳng một câu anh Huy đẹp trai cực. Từ đằng xa đã thấy cái màu tóc huyền thoại lại thêm quả kính thì không lẫn đi vào đâu được. Nhà mình thì ở ngoại thành nên cũng hơi xa, mình nghĩ anh ấy sẽ nhờ nhân viên đi ship. Ai ngờ anh ấy vượt 20 cây để đi ship. Thực ra là có khi còn hơn 20 cây, nhà mình thì ở quận Ba Đình. Còn chỗ đó tận Hoài Đức mình nhớ không nhầm thì nó khoảng 22-23 cây tính từ nhà mình ấy. Mình hỏi anh ở xa vậy mà vào tận đây ship. Anh Huy bảo mở ngoặc không nhớ rõ nháy đóng ngoặc, vượt mọi khoảng cách để chinh phục niềm đam mê của mình. Thật ra mình không hề nói cái câu này, mình cũng không nhớ là mình nói gì nữa, nhưng mà đại để cái ý của mình nói là những cái gì mà mình làm được thì mình sẽ cố gắng làm tất cả cho các bạn đó. Đại để cái ý là như thế, mà bạn ấy nhớ ra một cái câu gì nghe đau to búa lớn, mình không hề nói như vậy đâu. Ôi tôi hối hận lúc đấy quên xin được chụp ảnh cùng anh, về đến nhà mới nhớ ra. Không sao cả, nếu như mà có cơ hội lên đây chơi thì hy vọng em sẽ ghé thăm Paradox Grooming, chúng ta có thể chụp ảnh và giao lưu với nhau sau, và anh tin là đây cũng không phải là lần cuối cùng mà chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và cái comment của bạn đó khiến mình vui suốt cả ngày hôm đấy luôn. Chính những cái sự hài lòng của các bạn nó là niềm vui cũng như là cái động lực để mà mình làm việc. Tất cả những cái việc gì mà trong tầm tay của mình, trong khả năng của mình giúp được thì mình cũng cố gắng hết sức để giúp các bạn. Và đương nhiên những cái việc nào mà nó vượt quá khả năng thì mình không giúp được thì cũng mong là các bạn sẽ thông cảm cho mình. Và đó nó cũng chính là cái tiêu chí, là cái nền tảng để mình xây dựng Paradox Grooming. Paradox Grooming sẽ không chỉ đơn giản là một địa chỉ cung cấp những cái sản phẩm sáp vuốt tóc, những cái sản phẩm tạo kiểu tóc uy tín chất lượng, mà mình còn muốn nó là một tổng đài hỗ trợ và tư vấn cho các bạn về tóc tai nói riêng, và rộng hơn là tất cả những mọi thứ về nam giới nói chung. Vậy cho nên các bạn đừng ngần ngại inbox ngay cho Paradox Grooming nếu như các bạn đang gặp phải bất cứ một vấn đề gì, đặc biệt là những vấn đề về tóc. Và mình có một thông báo nhỏ cho các bạn nữa, đó là mình đã tìm ra được cái sản phẩm tiếp theo mà mình sẽ quyết định mang nó về Paradox Grooming. Sau cái sản phẩm sáp vuốt tóc giá rẻ dành cho sinh viên Original Clay, sản phẩm tiếp theo mà mình quyết định mang về Paradox Grooming là sáp vuốt tóc Lumiere. Thì mình sẽ nói qua cho các bạn, mình đánh giá Lumiere là một sản phẩm cao cấp, dễ dùng và phù hợp với nhiều chất tóc. Lumiere sẽ là một sản phẩm sáp vuốt tóc nằm ở phân khúc cao cấp hơn so với sáp vuốt tóc Original Clay mà Paradox Grooming đang phân phối. Tất nhiên là mình sẽ có video review chi tiết hơn về cái sản phẩm Lumiere này cho các bạn. Nhưng mình chỉ muốn thông báo ở video này là Lumiere đã bắt đầu được mở bán ở Paradox Grooming. Đồng thời khi mua sản phẩm thì các bạn cũng sẽ được tặng một chiếc bật lửa lưu niệm có chữ ký của mình. Oh fuck, đây. Ủa sao không lấy nét ta? Lấy nét đi! Come on man. Ok, và các bạn đừng quên ghé thăm fanpage của Paradox Grooming nhá. Còn bây giờ thì mình lại tiếp tục đi ship đây. Dành cả thanh xuân chỉ để đi ship.
một pha không hề nhận ra. Ngày hôm nay đi ship rất là mệt. Và bây giờ chúng ta vào đây uống một cốc cà phê và tiện thể chụp ảnh cho Hesseru của bạn Đốc Hương. Trong một trong những quán có cold brew ở Hà Nội. Cold brew, nhưng mà mình xin nói với các bạn là nếu các bạn không sành cà phê không nên uống cái này. Mình uống và mình cảm thấy là đéo uống được, đắng với chua. Mình đã phải xin thêm một cốc đường mà mình đã đổ gần hết vào rồi. Quá đắng. Đằng sau gọi cà phê Việt Nam thôi nhá.